Hôm nay chúng ta học xong cái bài là ứng dụng clone, tức là chúng ta sẽ làm một số các bài tập nó sâu hơn một chút về clone. Thì đây là một cái bài rất quan trọng nhé, rất quan trọng vì như tôi nói rồi đấy, tức là trong toàn bộ cái lập trình Scratch ấy, thì cái clone là một trong những cái chỗ mà hay nhất, phức tạp nhất, nhưng mà cũng là mạnh nhất. Những ai mà muốn lập trình ứng dụng, muốn làm trò chơi, muốn làm phần mềm mà thật tốt ý, thì bắt buộc phải thành thạo clone này. Thì nó xung quanh clone nó có rất nhiều cái ứng dụng khác nhau, rất nhiều luôn là khác, nhưng chúng ta phải biết cách để ta điều khiển nó một cách là thật là tốt. Vì tôi sẽ chúng ta cùng nhau làm một số bài tập đơn giản thôi, và đến cuối của buổi hôm nay chúng ta sẽ quay lại cái bài hôm trước, là cái bài về trắc nghiệm về động vật. Nhưng mà bây giờ chúng ta làm một số bài tập mà đơn giản trước nhé, để chúng ta có cái hình dung nó là như thế nào. Để chúng ta hình dung là vấn đề gì, vấn đề là như này, vấn đề là cái clone là cái gì. Clone tức là cho phép chúng ta là từ một nhân vật mẹ, đây là gốc nhé, nhân vật gốc, chúng ta có thể dùng cái lệnh là lệnh tạo clone. Nó sẽ tạo ra các cái bản sao, bản sao 1, bản sao 2, bản sao 3. Đấy. Nó cho phép là tạo ra là maximum là 300 clone ngoài nhân vật gốc ra nhé. Thì vấn đề là chúng ta phải điều khiển từng clone này như thế nào. Cái khó nhất là cho từng clone làm sao để phân biệt được đây là clone 1 nhé, đây là clone 2 chẳng hạn. Thì làm sao để phân biệt được đâu là 1, đâu là 2? Làm sao để điều khiển được clone 1 nó nói thế này, clone 2 nó nói thế này? Làm sao mà điều khiển được? Đấy, thì tất cả vấn đề nằm ở chỗ đó nhé. Đây là một trong những cái chỗ mà rất là tế nhị, rất là hay. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập để liên quan đến phần này. Thì toàn luôn này, toàn bộ cái clone hình như vậy rồi, nhưng mà cái sức mạnh, cái mà chúng ta cần hiểu về clone, cần hiểu bản chất clone là thông qua cái gì? Chúng ta phải hiểu thông qua khái niệm nó gọi là biến riêng, rất quan trọng nhé. Biến riêng. Ở trong Scratch thì khi ta khai báo một cái biến ấy thì có hai loại là biến chung và biến riêng. Biến chung là hiểu là cái biến mà tất cả các nhân vật đều dùng được chung. Biến chung thì biến chung chúng ta có hiểu nôm na nó gần giống như là cái khái niệm là biến tổng thể ở trong ngôn ngữ khác ấy, Pascal hay là C hay là Python ấy, thì có thể hiểu. Thực ra nó không phải như vậy, nhưng mà gần như vậy, hiểu này là được nhé. Nhưng mà biến riêng là cái gì? Đấy, biến riêng là cái gì? Là vấn đề rất là khó nhé. Rất nhiều người hiểu nhầm, hiểu sai là biến riêng là tương đương với cái biến khái niệm là biến địa phương ở trong C, trong Pascal hay trong Python. Thì không phải như vậy nhé. Biến riêng là hoàn toàn không liên quan gì đến khái niệm là không liên quan đến khái niệm là biến địa phương. Thực ra nó có một số những cái điểm chung nhưng không phải biến địa phương, nhưng hoàn toàn là khác biệt nhé, hoàn toàn là không giống. Mà cái biến riêng là hiểu gì? Hiểu như sau này, biến riêng này chính là các cái thuộc tính riêng của từng clone. Đấy, tôi nhấn mạnh lại các bạn để chúng ta hình dung nhé. Như vậy là cái biến riêng là cái gì? Như vậy là cái biến riêng là dùng để làm gì? Cái biến riêng nó chính là các cái thuộc tính riêng của từng clone. Đây, cái rất quan trọng nhé. Đây là cái rất quan trọng luôn. Nếu các bạn nào mà hiểu được cái này, hiểu sâu sắc cái này, thì chúng ta sẽ hiểu được Scratch và hiểu được cách làm việc của Scratch, và từ đó chúng ta hiểu được cách chúng ta tạo ra các cái phần mềm, các cái trò chơi, các cái ứng dụng, các cái tương tác. Rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một số các bài tập đơn giản thôi, mà để chúng ta hiểu được nhé. Đây, chúng ta làm một số bài tập đơn giản như này nhé. Bây giờ như này, bây giờ tôi có một con mèo ở đây nhé. Bây giờ tôi muốn là tạo ra 2-3 clone, mà mỗi clone như vậy nó có cái tên, nó có cái hình ảnh khác nhau. Con mèo này, con cá này, con thỏ chẳng hạn, ví dụ như vậy nhé. Tạo ra như vậy là từ một con mèo gốc này tạo ra các con vật khác nhau, nhưng nó là clone của con vật gốc này. Khi tôi nháy chuột lên một nhân vật clone thì nó sẽ tự nói là tôi là mèo đây, tôi là thỏ đây, tôi là chó đây. Đấy.
làm thế nào để biết được à nó biết tên của mình là chó, tên của mình là thỏ. Làm thế nào bây giờ? Thì tôi xin phép tôi sẽ cùng nhau chúng ta cùng cùng trình bày nhé. Đây. Bây giờ như này, tôi làm đơn giản thôi, cho dễ nhé. Bây giờ tôi làm là để tôi xóa đi, nhưng mà đầu tiên là con mèo này. Đây tôi kiểu là mèo nhé, con đầu tiên là con mèo này. Xong thì tôi tạo ra một nhân vật thứ hai, tôi làm hai ba nhân vật thôi. À, hai ba cái hình ảnh thôi nhé. Hai ba cái hình ảnh nhà. Con thứ hai là con chó này. Lấy ví dụ như con chó nhé. Xong con thứ ba tôi lấy chúng ta có thể tổng quát hơn nhé, mà tôi đơn giản tôi làm con thứ ba là con đây, con thứ ba là con khỉ nhé, đấy được chưa, con khỉ nhé. Bên đơn giản nhé, đây là con chó này, tôi kêu đây là con chó này, chó này, đây là con khỉ này, được chưa. Bây giờ lập trình như sau này, tôi sẽ là nhân vật chính của chúng ta là đây nhé, tôi sẽ ẩn đi và tôi sẽ tạo ra ba clone. Clone thứ nhất hiện hình ảnh là con gì, là con khỉ, là con mèo. Clone thứ hai hiện hình ảnh là con chó, và clone thứ ba là hiện ảnh là con gì, là con khỉ. Vậy tôi tạo ra ba clone, nhân vật mẹ là ẩn đi. Chú ý nhé, các bạn chú ý là khi mà thông thường khi làm việc với clone ấy, thông thường nhé, thì nhân vật gốc thường là ẩn đi. Vì sao như vậy? Vì chúng ta rất là dễ nhầm lẫn giữa nhân vật gốc và nhân vật clone. Cho nên nên tách ra làm hai loại. Khi mà làm việc với clone thì chỉ làm việc với clone thôi, và chúng ta ẩn đi cái nhân vật gốc. Cái này rất quan trọng nhé. Cái này các bạn làm nhiều các bạn mới hiểu được cái này. Nhưng mà tôi nói trước như vậy thì ta thấy là nó rất là hay đấy. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ tạo ra nhân vật gốc của tôi đây. Gốc tôi là đây là con này đúng không? Tôi gọi là con vật nhé. Và tôi ẩn đi, và tôi sẽ lập trình để sinh ra ba clone. Mỗi clone như vậy là có một hình ảnh, có một cái nó có một cái gì, có một cái trang phục riêng. Một là con mèo, hai là con chó, ba là con khỉ. Và khi tôi nháy chuột lên một con mèo thì nó sẽ nói là gì? Nó sẽ báo là tôi là mèo đây. Khi tôi nháy chuột lên con khỉ thì nó nói là tôi là khỉ đây. Khi nhấn chuột lên con chó, tôi là chó đây, chưa? Đây tôi làm thử cho bạn xem nhé, đây lập trình này, ở đây nhé, lập trình như này. Bây giờ như này nha, tôi vào lập trình như sau. Khi bắt đầu vào chương trình, đây, trình thì tôi làm cho nhân vật mẹ là ẩn đi, đây, ẩn đi nhá, ẩn đi, đây, đây tôi cho các bạn xem nhé. Đi. Đấy. Sau đó tôi sẽ tạo ra ba clone. Tôi repeat 3 lần cho nên đơn giản. Repeat 3 lần. Và mỗi lần như vậy, tôi sẽ tạo ra một cái nhân vật của chúng ta nhé. Đây tôi lấy ví dụ như vậy để tôi làm cho các bạn xem lần lượt nhé. Nên tôi lần lượt là các bạn không, tôi không cần, tôi để tôi làm lần lượt nhé. Đầu tiên này, đầu tiên tôi làm lệnh cho đơn giản nhé. Đầu tiên là nhìn tôi làm như sau. Đầu tiên là tôi switch, tôi chuyển custom cho con mèo trước đây, con mèo nhé, con mèo này. Sau đó tôi sẽ mèo tôi muốn để ở đây này, tôi go to đến vị trí này, là tôi go to đến vị trí là x thì bằng -143 nhé, đây này. Tôi sẽ go to đây, go to đến vị trí là x-143 ở đây, con mèo nhé, con mèo này, chuyển chuyển cái custom giao cho con mèo, được chưa, đó, và go to vị này nhé. Sau tôi sinh sinh clone đây, sau đó tôi tạo clone, đó lệnh thứ nhất nhé. Đây là sinh được một clone. Clone thứ hai tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ chuyển sang con chó. Đấy. Và tôi go to vào giữa. Tôi go to vào giữa. Đây, go to vào giữa. Không. Và không nhé. Và lại sinh ra con thứ hai. Sinh ra cái clone thứ hai. Đây là đâu rồi? Đây này.
sinh clone thứ hai. Đấy. Sau đó lệnh thứ ba là tôi chuyển trang phục sang là con gì, là con khỉ, mèo này, chó, khỉ. Khỉ tôi go to sang bên phải, tôi dùng lệnh tôi go to sang bên phải là 143 143 143 nhé, 143 với bây giờ 24. Sau đó tôi tạo ra cái clone lần thứ ba. Đây. Được chưa? Tạo ra ba nhân vật này. Khi mà tạo ra thì tôi dùng lệnh nhà, tôi dùng khi mà tạo ra đây tôi vào cái lệnh này, tôi vào cái lệnh là nếu mà đây là cái lệnh này, là lệnh này. Đây là cái lệnh mà khi mà áp dụng cho clone khi mới tạo ra thì nó sẽ chạy cái lệnh đây. Thì khi clone tạo ra thì cho nó gì? Tôi cho nó đây là cho nó hiện ra. Hiện ra. Đây là show. Nhưng mà đây là nhân vật mẹ nhé. Nhân vật gốc này là ẩn đi này. Tạo clone. Khi tạo clone thì nó ẩn đi nhưng mà tôi dùng nó hiện ra. Chạy thử bạn xem nhé này. Đấy, ba con này. Được chưa? Bây giờ nhưng tôi muốn sao? Tôi muốn là bây giờ tôi nháy đến đây thì nó sẽ thông báo là tôi là mèo đây. Bấm đây thì nó báo là tôi đây là chó đây. Bấm đây thì báo tôi là khỉ đây thì làm thế nào? Cái này rất khó nhé. Đây là bản thân, đây là một clone này, đây là một clone này, tất cả ba cái này là clone nhé. Đấy thì làm sao mà phân biệt được hai cái con này là khác nhau về mặt trang phục rồi, nhưng mà làm sao biết là tôi là mèo đây cơ, tôi là chó đây cơ, tôi là khỉ đây, làm thế nào? Đấy thì các bạn chú ý nhé, chỗ này là chỗ rất khó. Thì muốn vậy thì chúng ta sẽ phải tạo thêm cho các nhân vật này các một cái biến riêng để mô tả cái đặc thù riêng của nó, hay tôi mô tả một cái số tự của nó. Số tự 1 là con mèo, số tự 2 là gì, là con chó, số tự 3 là con khỉ. Vậy tôi tạo ra một cái số thứ tự đóng vai trò là cái một cái mã riêng của từng nhân vật một, của từng clone một, nó đóng vai trò là chính là một cái thuộc tính riêng của những nhân vật đó. Phải làm như vậy. Mình cũng gọi làm thử nhé. Đây. Muốn vậy thì tôi tạo ra một cái mã, một cái biến. Thông thường khi mà chúng ta lập trình để điều khiển clone và nhân vật gốc ấy, thì thông thường bao giờ chúng ta dùng một cái mã rất quan trọng. Đây tôi vào đây. Tôi vào cái lệnh này để mà tôi tạo một cái biến. Được chưa? Biến rất là đây là biến riêng. Thì thông thường cái biến đầu tiên là chính là cái biến nó là ID, là cái mã của nó. ID. Được chưa? ID. Thì cái ID là cái mã định danh đây để phân biệt được đâu là nhân vật gốc, đâu là nhân vật clone và đâu là mèo, đâu là chó, đâu là khỉ. Ok nhé. Khi ok rồi thì ID nó sẽ là một cái biến riêng của nhân vật, con vật của chúng ta và con vật ID này. Và khi đó ID nó đóng vai trò là một cái thuộc tính rất quan trọng. Và tôi định nghĩ như sau nhé. Tôi nghĩ sau là thuộc tính như sau này. ID bằng 0 thì nó là nhân vật gốc. ID bằng 1 thì nó là mèo. ID bằng 2 thì nó là chó. ID bằng 3 là khỉ. Được chưa? Đó, bây giờ tôi xem lại bài này chúng ta cùng xem nhé. Đây. Thì chúng ta cùng nhau. Như vậy là thông thường khi chúng ta làm việc với các cái nhân vật gốc ấy, chúng ta tạo ra một cái biến riêng gọi là ID, đây là cái mã định danh hay là mã riêng, mã định danh của nhân vật nhé. Nhân vật thì thông thường ID bằng 0 thì nó là gì? Nó là nhân vật gốc, đó là gốc. Còn ID mà khác 0 hay là lớn 0 thì nó là clone. Đấy. Và với trường của chúng ta thì chúng ta quy định như sau. Chúng ta tùy từ bài bán khác nhau nhé. Ở trường hợp chúng ta ở đây chúng ta làm như sau. ID bằng 1 tương ứng nó là mèo, là nhân vật mèo. ID bằng 2 tương ứng nó gì? Tương ứng nó là chó. Và ID bằng 3 thì nó gì? Nó tương ứng nó gì? Tương ứng nó là khỉ. Đấy. Chúng ta thấy không? Rất quan trọng. Và bây giờ chúng ta sẽ lập trình lại cái đoạn vừa rồi. Chúng ta làm một lệnh lặp rất quan trọng và cái đó chúng ta sẽ lập trình rất nhanh. Trường một lệnh lặp tạo ra được ba con rồi và chúng ta sẽ xịn được như vậy. Con vật mèo ứng với lại ID bằng 1, chó ứng ID bằng 2 và khỉ ứng ID bằng 3. Cho lập trình lại nhé. Đây, lập trình lại. Đây. Bây giờ chúng ta bỏ cái này đi. Bỏ cả ba này luôn này. Bỏ luôn. Đấy, được chưa? Thì ban đầu ấy chúng ta set ID bằng 0 là nhân vật gốc. Đây, nhân vật gốc đây nhé. Để như này nhé.
Bây giờ cho ta là như ra là như sau này, thì các bạn cùng 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 tôi lập trình nhé, để chúng ta quan sát nhé. Đây, bây giờ chúng ta làm như sau. Bây giờ chúng ta cần một cái mảng để lưu cái tọa độ x gì của ba con này. Đấy, bây giờ tôi tạo tạo thêm một cái list, tôi gọi là x list. Cái này để lưu cái tọa độ x của các nhân vật 1, 2, 3, được chưa? Tôi làm là nhân vật thứ nhất này, nhất là -1, 4, 3, tôi vừa làm rồi. Nhân vật thứ hai là vị trí số 0, nhân vật số 3 là vị trí là 1, 4, 3, tôi vừa làm xong. Đấy, chúng ta thấy nhớ nhé. Đấy, ba cái tọa độ x gì của các con nhân vật này bị lần tới lại rồi. Bây giờ làm như sau này, bây giờ ở đây nhé, bây giờ tôi làm như sau, tôi sẽ lặp ba lần được chưa? Với một lần như vậy, tôi làm sao? Tôi đây còn cùng nhìn tôi làm này, tôi sẽ change id by 1, tăng y lên 1 đơn vị, lặp 3 lần. Đầu tiên là 0 mà tăng lên 3 lần, nó sẽ là 1, 2, 3 lần lượt. Khi tăng y lên 1 rồi thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta làm thứ nhất, chúng ta sẽ switch chuyển trang phục của nhân vật đó sang gì? Sang cái vị trí thứ trang phục thứ gì? Trang phục thứ ID. Đấy. Hay không nào? ID nhé. Đấy. Sau đó gì? Sau đó chúng ta sẽ go to đến vị trí mà chúng ta mong muốn. Chúng ta go to đến vị trí. Đấy, vị trí gì? Y cố định y là -24, còn x gì thì sẽ theo cái gì? Theo cái mảng, theo cái x gì thì theo cái này. X gì thì theo cái tọa độ, nó là cái này này. Đó. Chúng ta sửa như sau. Go to gì? Go to đến như sau, go to đến vị trí là x gì là chính là gì? Là chính là item. Đây, item ID của xlist để tọa độ x gì này. Đấy, go to. Thấy không nào? Go to của này. Sau đó chúng ta sẽ tạo clone. Đây, tạo clone. Đây là một người nhé. Tăng ID lên một đơn vị này. Switch custom, tức là thay đổi trang phục đến vị trí thứ ID. Nhưng mà ID bằng 1. ID bằng 1 thì nó là mèo, ID bằng 2 thì nó là chó, ID bằng 3 thì nó là khỉ. Được chưa? Đó. Được chưa? Và khi tới đây, khi mà ta tạo ra clone thứ ID rồi cho chúng ta thì chúng ta sẽ quay lại đây thôi. Là xong và đây là show là xong. Khi là xong, khi đây sau khi xong ba lệnh này nhé. Xong ba lệnh này là tạo ra xong một cái thì chúng ta đặt lại cái này bằng 0 để trả lại cho nó. Vì cái lệnh này là cái lệnh mà cho gì, cho nhân vật gốc. Đấy. Còn đây là cho nhân vật gì? Đây là cho nhân vật clone. Chúng ta sẽ chơi thử lại nhé. Đây này. Đấy. Y hệt như vậy đúng không nào? Như vậy bây giờ cái con này là con mèo này là con clone có ID bằng 1, con chó là clone có ID bằng 2 và khỉ là clone có ID bằng 3. Được chưa? Bây giờ chúng ta làm trình tiếp đây. Bây giờ tôi muốn cái nháy lên con mèo thì mèo của tôi là mèo đây. Khi nháy lên con chó thì nó kêu là tôi là chó đây. Khi nhấn lên khỉ thông báo tôi là chó đây, tôi làm thế nào thì có thể làm như sau. Chúng ta vẫn dùng cái lệnh là sự kiện là khi nháy chuột lên một nhân vật. Đây là lệnh này nhé, là nhân vật. Nhưng mà bây giờ chúng ta chú ý làm sao để biết được đâu là mèo, đâu là chó, đâu là khỉ. Chúng ta phải dùng cái ID, vì ID là cái bến riêng của từng nhân vật đó. Chúng ta là như sau. Đây, chúng ta khi nháy chuột lên một nhân vật nhé, thì chúng ta kiểm tra ID của nó. Chúng ta làm sao? Chúng ta dùng lệnh if nếu. Đây này, nếu này nhé. Nếu mà cái ID bằng 1 thì đấy. Nếu nhé. Nếu mà ID bằng 1. Đây, cái này các bạn làm rất cẩn thận nhé. Cái này là cái rất quan trọng, vô cùng đấy. Nếu ID bằng 1 đấy, thì thông báo gì? Thì thông báo là tôi là mèo đây. Đây, thông báo bằng lệnh này. Tôi là mèo đây trong 2 giây. Tôi là mèo đây. Hay không nào? Tiếp theo. Như vậy là cái lệnh chỉ có cái người là con, chỉ có con mèo này quay đi bằng 1 thôi, con chó là quay đi bằng 2, khỉ quay đi bằng 3, chứ cái lệnh này nó chỉ áp dụng cho riêng mèo thôi. Bây giờ làm tiếp tục này, chúng ta chỉ còn copy thôi. Copy cái này xuống dưới này này. Đấy. Nếu quay đi bằng 2 thì chúng ta viết đây là tôi là chó đây. Không nào, chó. Tôi là chó đây.
Bảo tôi copy lần nữa. Nếu mà này bằng 3 thì thông báo là khỉ đây. Tôi là khỉ đây. Đấy, được chưa? Khỉ đây. Đấy, thì đây chính là cái đoạn trình rất quan trọng nhé. Đoạn trình là tôi có điện điều khiển cùng cái lệnh là khi người dùng nhấn chuột lên nhân vật thì chúng ta phân biệt giữa các cái clone bằng gì? Bằng kia các cái biến riêng này. Và biến riêng này chính là các thuộc tính của nhân vật đó. Các bạn thấy nó đang lại nói rất quan trọng nhé. Đấy, tôi chạy thử cho bạn xem này. Đây, tôi phóng to này. Bấm vào đây nhé. Bắt đầu. Bấm vào đây này. Tôi là chó đây này, đúng không? Tôi là mèo đây này. Đây tôi là khỉ đây, thấy không nào? Chúng ta có thể lầm âm thanh đây càng tốt, âm thanh khỉ, âm thanh con chó, âm thanh mèo là như nào, âm thanh chó ra làm sao, âm thanh khỉ là như nào, thì tôi làm thử bạn xem, tôi làm thêm lần nữa cho âm thanh nhé. Vì tôi cho âm thanh đây, âm thanh đây là mèo này, tôi bổ sung âm thanh này, tôi tìm xem là đọc nhé, đọc một nhé, là số 2 này. Tôi tìm thêm khỉ có không nhỉ? Tôi tìm thêm là khỉ là gì ấy nhỉ? Khỉ là monkey à? Không có monkey. Không có khỉ. Tôi dùng con vật khác nhé, tôi chè này. Thì lấy cái này cho thành khỉ nhé. Đây. Chè là khỉ nhé. Đặt tên là khỉ. Chỗ này hay. Khỉ nhé. Đây. Như vậy là đây là mèo này. Đây là chó này, đây là khỉ nhé. Bây giờ làm cho kêu này. Đây, lập trình này nhé. Khi tôi là mèo đây, tôi kéo cái này vào. Kéo cái là say bật âm thanh là mèo. Mèo ở đây nhé, mèo tôi để ở trước này. Đấy. Còn nếu mà là chó, tôi chọn là chó. Đấy, tôi đưa vào đây. Đấy. Tiếp theo là khỉ, tôi đưa vào đây. Đấy, như vậy là âm thanh riêng độc lập nhé. Tôi nói này, âm thanh độc lập. Chỉ thử bạn xem này. Bắt đầu này, đây này. Mèo nhé. Đấy. Đấy. Thấy không nào? Như vậy là ở đây chúng ta điều khiển các clone như là điều khiển nhân vật bình thường. Các bạn thấy không nào? Cái bài này rất ngắn nhưng mà rất quan trọng. Đây là cách chúng ta có thể điều khiển từng clone một như là điều khiển nhân vật bình thường, thông qua các lệnh bình thường. Thì khi đó chúng ta phải dùng các cái biến gọi là biến riêng, mà biến riêng đó thì đóng vai trò chính là các cái thuộc tính của từng clone một. Như vậy là giữa hai clone phải phân biệt nhau bởi gì? Bởi các cái thuộc tính riêng rất quan trọng, mà cái thuộc tính riêng đó là chúng ta định nghĩa bằng các cái biến riêng chúng ta định nghĩa. Các bạn hiểu không nhỉ? Đây, cái bài này là bài toàn cẩn thận để chúng ta quan sát nhé. Để tôi ghi lại cái bài này là bài rất quan trọng luôn. Hôm nay chúng ta làm bài số 7 rất quan trọng nhé. Bài này là phân biệt điều khiển clone nhé. Đây là cái bài đầu tiên rất quan trọng, được chưa? Bây giờ tôi sẽ làm bài số 2. Những bài này chỉ mang tính là tượng trưng thôi, demo ngắn đơn giản thôi, nhưng chưa có ý nghĩa sâu sắc về mặt chương trình, về mặt phần mềm, nhưng mà chưa có ý nghĩa về mặt phần mềm, nhưng mà nó chỉ mang tính nghĩa là các công cụ chúng ta biết, để sau này chúng ta sẽ dựa vào đây chúng ta sẽ làm những chương trình nó phức tạp hơn. Bây giờ sẽ làm bài thứ 2 nhé. Bài số 2 là như thế này, đây. Bài số 2 là như thế này. Bây giờ tôi làm như sau, bây giờ tôi đây, cái bài này là cái bài mà trong bài tập vừa tôi có đấy. Bây giờ tôi new một cái file này, new một cái chương trình của chúng ta. Bây giờ tôi tạo ra một nhân vật mới, tìm có hình ngôi sao nhỉ, tôi đang tìm một hình ngôi sao. Đây, ngôi sao đây nhé, ngôi sao. Đấy, ngôi sao ở đây nhé. Mèo để ở đây, mèo sẽ là người điều khiển. Ngôi sao để ở đây nhé. Đấy, ngôi sao. Đây, ngôi sao đây này, thấy chưa? Bây giờ để cho đầu tiên tôi để cho muốn tôi sẽ tăng cái
kích thước của sao cho để tôi muốn làm rõ thôi. Tôi muốn đầu tiên tôi tăng cái kích thước của ngôi sao lên. Tôi đặt cái size của nó là gì? Đây. Đặt cái size của nó là 200%. Chỗ này nhìn dễ thôi, không cái vực ở đây không quan trọng lắm, 200. Được chưa? Đấy. Thì như sau nhá, bìa như này này. Bài tập như sau này, tôi sẽ tạo ra là 5 clone. 1 này, 2 3 4 5 5 sao đứng cạnh nhau này, đứng thứ tự đầu rồi đến cuối nhé. Được chưa? Sau đó tôi sẽ làm như sau, tôi sẽ xóa dần từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái, cái này không quan trọng. Trái sang phải hoặc từ phải sang trái đi. Tôi, khi tôi nhánh chuột được con mèo thì xóa cái hình ngôi sao ở phía bên phải. Sau xóa, bấm lần nữa thì xóa lần tiếp. Cứ thế bấm, khi là tôi nhánh chuột lên thì nó sẽ xóa dần, khi là hết thì thôi. Như vậy là xóa lần lượt các ngôi sao từ phải sang trái lần lượt cho đến hết thì thôi. Như vậy thông qua cái nhân vật mèo này tôi làm chuyện đó nhé. Khi tôi bấm là mèo kêu meo một cái là bắt đầu xóa. Lần lượt khi nào xóa hết thì thôi. Thế thế nào? Thế bài này tôi làm như nào nào? Chúng ta sẽ phải tạo ra 5 ngôi sao mà nó phải khác nhau. Phải khác nhau. Khác nhau bởi cái gì? Khác nhau bởi chúng ta phải tạo ra một cái mã định danh ID. Đấy, thì tôi làm biệt tôi thiết kế trước cho các bạn xem nhé. Bài số 2 này tôi làm như sau. Đây, bài số 2. Tôi tạo ra các ngôi sao và tôi sẽ phải sinh ra là các clone nằm như ở đây. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, và 5. Được chưa? Để phân biệt được thì tôi sẽ phải đặt ra các ID của nó. ID nhé. Thì cái ID này thì đặt đây là 1, thằng này đặt tên là ID bằng 2, ID bằng 3, ID bằng 4 và ID bằng 5. Được chưa? Thì đây hiện nằm ở trên đây ở trên màn hình. Và khi đó thì tôi sẽ sau tôi vấn đề là tôi sẽ nhánh chuột lên con mèo. Nhìn lên con mèo, mỗi khi mèo kêu meo một cái thì nó xóa cái thằng này, xóa cái thằng cuối cùng. Lần đầu tiên xóa cái này anh này đi. Lần thứ hai là xóa anh này. Lần thứ ba là xóa anh này. Lần thứ tư xóa anh này, lần năm xóa anh. Khi mà hết hết thì thôi. Bốn nữa thì không thua gì cả. Vậy làm thế nào đây? Đấy, rất quan trọng nhé, là chúng ta phải có biến ID và chúng ta xếp các nhân vật này đứng ở bên cạnh nhau xuất từ trái sang phải như thế này ở trên màn hình. Sau đó chúng ta phải biết được đâu là con vật, đâu là con ngôi sao ở bên phải ngoài cùng. Nhưng mà chúng ta cần một cái biến để mô tả cái số tự của nhân vật ở ngoài cùng. Thì tôi gọi cái này, phần này là tôi gọi là max đi, đặt tên là max nhé, max sao đi nhé, max sao. Bắt đầu tiên max sao bằng 5. Đấy. Thì tôi sẽ xóa cái ID của ngực của cái max sao bằng 5. Và xong rồi tôi giảm max sao xuống còn 4. Và cứ như vậy xóa tiếp. Khi mà tôi mà nháy chuột con mèo thì bắt đầu xóa. Được chưa? Mèo gọi là xóa. Xóa dần từ phải sang trái. Đó chính là cái. Như vậy là chúng ta phải phân biệt được các ngôi sao này. Cách nhau phân biệt được bởi các cái mã số là ID. Nhé. ID là các cái thuộc tính của ngôi sao này. Ngoài ra bài này chúng ta cần phải xóa đi cái ngôi sao mà có cái mã định danh là cái ID lớn nhất. Chúng ta phải dùng một cái biến nữa đặt tên là mã sao, dùng để mô tả lại mô tả là cái ID hay là cái ID của cái ngôi sao mà bên phải ngoài cùng hay là cái số lượng sao hiện có ở trên màn hình. Và tôi cái dựa vào cái mã sao là tôi sẽ xóa cái xóa ngôi sao mà có cái ID bằng mã sao. Được chưa? Rồi, chúng ta cùng nhau làm này. Cái ID này là cái biến riêng. Còn cái mã sao thì không cần, cái mã sao có thể là một cái biến chung, không sao hết, cái mã sao. Đấy. Hay là cái max sao là nó là biến chung vì nó không phải mang tính là cái thuộc tính riêng của ngôi sao, là một số chung. Vậy tôi cần một biến riêng và một biến chung nhé. Đó. Ban đầu tôi đặt cái mã sao bằng 5 và tôi bắt đầu thiết lập ra các cái clone đó mà tôi bắt đầu làm. Được chưa? Rồi tôi làm thử, bắt đầu làm này. Đầu tiên là tôi lập trình trong ngôi sao trước nhé. Đặt tên là bằng, đây tôi tạo ra dùng ngôi sao nhé, tôi tạo ra cái biến là biến ID để in thường in hoa cũng được, không quan trọng nhé. Đây, mà tôi để là biến riêng. Đấy, biến riêng
Hay không nào, biến riêng nhé. Rồi, mình tạo thêm một cái biến nữa để biến lại biến chung đi. Nó đặt tên là max, max sao. Max sao. Được chưa? Không quan trọng lắm, là biến chung. Rất quan trọng nhé. Ở trong khi chúng ta làm việc với clone thì biến nào là chung, biến nào là riêng phải rất rất cẩn thận. Khi chúng ta có ít biến thì không sao, khi một chương trình lớn ấy có hàng rất nhiều biến mà cái người thiết kế mà không hiểu rõ thì sẽ lẫn lộn lung tung, không biết hiểu cái nào là riêng, cái nào là chung. Chúng ta chú ý nhé, biến riêng chỉ dùng khi chúng ta cần định danh, cần phân biệt các thuộc tính của nhân vật thôi, của clone thôi, còn ngoài ra thì nên dùng, không nên lạm dụng các cái biến riêng. Biến riêng chỉ dùng như vậy thôi, biến riêng chỉ dùng với clone thôi, còn tất cả là biến chung hết nhé, chú ý. Đấy. Cũng trừ ra một vài mà trường hợp vì sao nhiều khi lại cần các biến riêng. Thế được, cái này tôi nói xong, cái phần khó hơn tôi nói xong. Đôi khi là cần biến riêng cũng không phải hẳn vì là nó là dùng cho clone, mà vì là như này, đôi khi là như này, chúng ta có 2-3 nhân vật nhưng có muốn là có cùng một cái tên biến. Đấy, thì vì chương trình là không cho phép là các biến chung là phải khác nhau từng, nhưng mà không cho phép hai biến chung là giống nhau. Như vậy chúng ta phải muốn thế, chúng ta phải tạo ra cái biến riêng của từng nhân vật để cho nó cùng tên, cùng tên, và sao chúng ta dễ dàng chúng ta lập trình. Đấy, như vậy nhé. Thì cái đó làm xong, điều tôi ra đây tôi làm cho trường chung nhé. Đấy. Nên chúng ta có hai biến, biến ID là biến riêng của ngôi sao, và biến mã sao là biến chung. Thì tôi làm như sau nhỉ. Đầu tiên tôi lập trình cho ngôi sao trước nhé. Đây này, thì tôi cũng như là mọi khi tôi đặt cái ID bằng 0, ID bằng 0 là để gán cho gì? Để gán cho nhân vật gốc. Đó. Sau đó là tôi ẩn đi. Tôi ẩn cái nhân vật gốc đi. Khi tôi làm việc với các cái khi làm việc với gì? Khi làm việc với clone ấy, thì thông thường nhân vật clone chúng ta ẩn nhân vật gốc. Được chưa? Được rồi. Bây giờ tôi làm thử cho bạn xem nhé. Đây này, tôi bắt đầu này. Ban đầu tôi chuyển nhân vật tới đây này, được chưa? Đây, tới đây nhé. Đây là 19 là -178, đây là 96 của nhân vật sao này. Tôi go to đến vị trí đó. Ban đầu, đây, ở đây nhé. Cái hai cái gì cùng đi, hai nhé. Và tôi đặt luôn, tôi đặt luôn cho ban đầu là luôn cái biến mã sao là 5 đi, mã sao là 5. Đấy, như là maximum. Và tôi sẽ tạo ra 5 cái em tạo ra năm cái ngôi sao là clone. Làm như sau, tôi sẽ control, tôi sẽ repeat 5 lần hay là 9 lần, 9 cái mã sao lần này này, tôi đặt luôn cái mã sao lần vào đây nhé. Đây, cái mã sao lần, cái max sao đấy. Được chưa? Với mỗi một cái clone này thì làm như sau, tôi change ID lên 1, chuyển ID lên 1 này. Đó, phân biệt nhé. Đây là ngôi sao thứ nhất này. Đấy. Đây, và tôi không, ban đầu tiên tôi để anh này không sao, để và tôi tạo ra gì? Tôi tạo ra clone. Đây. Tôi tạo ra clone. Được chưa? Tạo clone. Tạo clone xong rồi thì tôi tăng ID làm không, tạo clone xong rồi thì tôi sẽ di chuyển sang bên cạnh để tôi cho cái thứ hai này nhé. Thì làm như sau, tôi di chuyển, tôi dùng lệnh là trên x gì, trên x đấy, trên x gì by mấy đấy, by tôi để là tạm để 20 rồi, cho nên để 30 nhé, 50 đi. Sau tôi kiểm tra xong 50, được chưa? Và như vậy lặp 5 lần. Khi tạo xong clone rồi thì tôi đặt lại, tôi đặt lại, nhớ là đặt lại nhé, tôi đặt lại ID bằng 0 ở dưới này. Đấy. Mấy cái chỗ này là như một gốc thôi. Khi mà tạo xong clone ấy, mỗi clone nó có cái ID riêng nhé. Như vậy clone nó có ID là 1 2 3 4 5 ở đây này. Đấy. Mà xong rồi thì tôi sẽ đặt lại cái ID bằng 0. Thì cái này là dành cho nhân vật gốc này. Đấy. Còn đối với các cái đây là cái lệnh mà làm cho từng cái clone, thì khi tạo clone xong tôi hiển thị nó ra, một cái lệnh là show. Chạy thử nhé này, không để sao đây sát nhau quá, tôi để tăng lên là tăng cái này lên là bao nhiêu, tăng lên là 80 đi cho nó đẹp hơn. 80 thử nhé, đây là cái thử thôi, tăng nữa đi,
Ồ, thế là rồi đấy, thế này đủ rồi đấy. Thế này hợp lý rồi nhé, để 90 thử xem nhé. Để là 85 nhé. Rồi, thế này thôi. Để quá lên là nó sẽ trả ra ngoài mất nhé. Được rồi, như vậy là gì? Vì ID tăng lên 1 này, chứ đây là ID 1, ID bằng 2, ID bằng 3, ID bằng 4, ID bằng 5 đây nhé. Rồi, xong rồi, bây giờ tôi sẽ lập trình cho mèo. Khi mèo, khi tôi nhấn chuột lên cho con mèo ấy, thì mèo sẽ kêu meo và mà gì và ngôi sao bên phải ngoài cùng sẽ xóa đi. Thì làm như nào? Được chưa? Thì mèo sẽ dựa trên cái biến là biến mã sao, max sao. Ban đầu trên max sao bằng 5 thì mèo sẽ tìm đến cái ID của cái ngôi sao là cũng con mèo mà mèo điều khiển để mà nhân vật có ID bằng mã sao sẽ bị ẩn đi. Được chưa? Đấy. Thì làm như sau này. Đây làm như sau nhé. Đây là phiên cho mèo này. Đây. Mèo không làm gì cả, mèo thì khi mà tôi nháy chuột lên con mèo, đó, nháy chuột lên con mèo, thì làm như sau, thì mèo sẽ làm như sau, mèo sẽ kiểm tra xem là cái mã sao có lớn không thì mới làm mèo sao, không thì thôi, thì làm như sau, mèo sẽ kiểm tra if, này if, nếu mà cái mã sao mà lớn không thì mới làm, không thì thôi, đây cái mã sao đây nhá, kiểm tra nếu mà cái mã sao mà lớn hơn không thì mới làm, không thì thôi. Mà cái max sao chứ không phải, nên là cái max số lượng các ngôi sao là max sao đấy, lớn không thì mình làm, thì mình gửi một thông điệp là xóa, được chưa? Nếu như này này, thì mèo sẽ gửi một thông điệp là xóa ngôi sao lớn nhất, là dùng lại là xóa sao, tiếng Việt đi, xóa sao, thì thôi. Còn cái max sao mà bằng không thì thôi, nó không làm gì cả. Được chưa? Tất nhiên đây là việc của mèo đấy nhé. Và tất nhiên là mèo sẽ phải kêu meo một cái. Đấy, tôi cho mèo kêu meo ngay nhau thích đây. Đây, mèo kêu meo ngay trên này nhé. Đấy. Đây này, mèo này. Đấy, được chưa? Được rồi. Thế bây giờ khi mà gửi cái thông điệp là xóa sao thì ngôi sao này sẽ nhận được và sẽ xử lý. Đấy, cái này rất quan trọng, điều bắt đầu xử lý theo clone một nhé. Đây này. Khi mà nhận được thông điệp là xóa sao đó, được chưa? Thì khi đó thì cái ID mà có cái ngôi sao mà có cái ID bằng max sao sẽ bị xóa đi. Ta kiểm tra ở đây. Đấy, cái này là lệnh. Mặc dù lệnh chung cho tất cả nhưng mà nó sẽ điều khiển từng cái clone một đây. Chúng ta là như này nhé. If đây. Kiểm tra cái ID của if này, nếu mà cái ID của từng clone một ấy, ID này, nhưng mà cái ID mà bằng max sao đó thì xóa cái đó đi. Và trước khi xóa thì chúng ta giảm cái max sao lên đi một đơn vị. Đây, max sao tôi giảm đi, tôi biết là trên max sao by trừ 1. Được chưa? Tôi giảm trước đi. Đấy. Và khi giảm xong tôi dùng lệnh gì gọi là xóa cái clone đây. Delete this clone. Đấy. Đây chỉ lệnh là xóa một clone hiện thời nhé. Đây này. Nhưng lệnh này nó chỉ xóa clone mà có cái ID bằng max sao thôi. Còn cái khác không xóa. Được chưa? Đấy. Được chưa? Và muốn trước khi xóa tôi muốn cho kêu pop một cái cho thích nha, tôi dùng lệnh là pop đây. Dùng lệnh là play sound. Tôi kiểm tra âm thanh của nó nhé. Tôi muốn dùng cái lệnh tìm âm thanh là pop. Đây, pop nhé. Tôi xóa cái này đi, không được để không sao, chả nhiều gì. Đây, tôi dùng cái lệnh là dùng là pop. Tôi để ở trên đây này. Đấy. Đúng nói thì tôi sẽ xóa ngoài thôi nhé, đây. Bây giờ thử xác các bạn xem nhé, lập trình này. Bắt đầu tập trình từ đầu nhé, đây này. Bắt đầu này. Đấy. Pop thôi. Hết rồi, tôi kêu người nữa nhé. Bị tôi muốn thôi, tôi để con mèo, kêu thì nó tiếng pop nó mờ đi mất. Đây này. Đây. Tôi làm hay hơn nữa nhé, tôi làm cho hay hơn là cái này. Nếu mà mắc sao mà lớn không thì tôi không cho kêu mèo nữa. Còn hay nữa thì này. Nếu mà mắc sao mà lớn hơn, mắc sao mà lớn không thì tôi cho nó xóa sao
gửi xóa sao. Còn mức sao mà bằng không, bằng không cho kêu mèo. Đấy, cho nó hay hơn nhé. Đấy, cứ để như này. Đấy. Bắt đầu này. Đấy, pop này, pop này, pop này, pop này, pop này. Đấy. Kêu hết sao rồi thì mới kêu mèo. Còn sao thì thôi. Được chưa? Đấy, như vậy tôi vừa làm một cái bài toán đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta lập trình cẩn thận để biết cách điều khiển từng clone một. Các bạn đã hiểu chưa? Phần này là phần rất hay đấy, phần là phần rất quan trọng. Một quan trọng vô cùng luôn đấy. Phần này phần nếu bạn nào mà thoát qua được, mà hiểu được cái này, mà thoát qua được làm những cái bài tập tương tự thì sẽ hiểu, thì sẽ làm xa đi xa. Có rất nhiều người sẽ dừng lại ở đây vì không hiểu gì cả, rất là khó. Phần này là phần tương đối khó mà. Tôi làm tôi là bài thứ hai nhé. Bài thứ hai là bài mèo. Mèo điều khiển xóa sao nhé. Đấy, xóa sao. Được chưa? Rồi bây giờ còn lại tôi sẽ làm cái ứng dụng lại lúc nãy nhé. Tôi làm lại cái ứng dụng của lần trước. Hôm trước chúng ta làm cái ứng dụng nhưng mà chúng ta không dùng clone. Bây giờ chúng ta sẽ dùng clone để làm bài tập hôm trước. Là như sau này. Giờ của chúng ta là như sau. Giáo viên sẽ hiện ra ở đây. Giáo viên sẽ ở đây và sẽ liên tục ra các câu hỏi. Ví dụ là con mèo là con nào, và trên màn hình hiện ra ba con vật. Không có được ABC con vật thôi. Chúng ta nháy lên con mèo thì máy báo là đúng rồi. Xong câu hỏi thứ hai. Còn chúng ta nháy sai con mèo thì máy báo là cô giáo nói là sai rồi. Được chưa? Nhưng như vậy bài này làm cái bài khác và cái bài nhưng mà chúng ta là bài kiểm tra trắc nghiệm, nhưng mà là chúng ta không phải bấm tiếng nước ABC mà chúng ta nháy luôn lên con vật để thông báo ngay là đúng hay là sai. Và cái vật đó thì bắt buộc phải dùng gì? Phải dùng clone. Được chưa? Như vậy chúng ta cùng nhau làm bài tập này. Để cái này xin là như này nhé. Đó. Và một con này, hai này, ba này. Được chưa? Để bao nhiêu từ đây nhé. Bây chúng ta cùng nhau thiết lập cái bộ dữ liệu cho cái bài này. Thì cái đây là nhân lại, đây là con vật này. Chúng ta làm con vật nhé. Mà chúng ta làm cẩn thận. Đây là bài tổng hợp của cả bài hôm trước nữa nhé. Đấy, rất quan trọng. Đây là con vật nhé. Đầu tiên chúng ta làm gì? Chúng ta làm một cái bộ dữ liệu gồm có 10 con đi. 10 con đi. Và chúng ta cùng nhau làm. Đầu tiên là con mèo. Chúng ta xóa cái này này. Đầu tiên là mèo nhé. Chúng ta tìm con thứ hai. Đây. Con thứ hai chúng ta tìm con là cánh cam. Con thứ ba bất kỳ thôi. Con thứ ba là con cua. Được chưa? Con thứ tư là con gì? Con thứ tư là con chó nha. Con thứ tư là con chó. Con thứ năm giờ chịu khó làm một chút đi. Con thứ năm là con voi. Đấy, con voi hơi to, chúng ta sẽ phải làm cho nhỏ lại sau nhé. Sau đó là con thứ sáu là con gì? Con cá đi. Con cá. Mấy con rồi? Tiếp theo là con thứ bảy là con gì? Có thể cả nhiều con tốt, nhưng mà đây tôi làm cho đơn giản, chúng ta làm đơn giản thôi. Con ngựa. Con ngựa là 7. Con thứ 8. Con gấu đi. Gấu nhé. Con gấu. Ủa. Gấu to quá, chúng ta sẽ phải làm nhỏ bớt đi nhé. Chúng ta làm sau đi. Con gấu. Con cáo. Đấy. Vậy là mấy rồi? 9 rồi, bây giờ thêm một con nữa là xong. Đây, con sư tử nhé. Đây. Bây giờ sẽ làm cho nó con nào to, con voi này, mèo này. Cái đèn tôi phải cho xuống một tí, cái đèn nơi đấy mình nhảy lên cao, tôi đợi thêm một chút đấy. Tôi
Là vệ bị hay bị ấy rồi. Con chó, con voi, con cá, con ngựa. Không sao. Rồi. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ làm một cái bộ dữ liệu là gồm cái mảng, là một cái mảng A, thật đặt tên là mảng A hay mảng gì cũng được. Tôi tạo một cái mảng nhé. Đây. Tôi tạo một cái list đây. Đây. Thực hiện là A. Và tôi nhập tên nhé. Nhập tên theo đúng con vật đây rồi. Mèo này. Vết thường đấy nhé. Vết thường này. Chịu khó một tí nhé. Con thứ hai là con gì? À, con thứ hai là con cánh cam. Cánh cam. Con thứ ba là con cua. Không biết con, biết con vật không biết cánh con đấy nhé. Biết tên nhưng mà thôi. Chứ con thì biết xong. Chó này. Xong con voi này. Voi này. 5 con voi. 6 là con gì? 6 là con cá. Cá. Tiếp theo là con gì? 7 là con ngựa. Ngựa. 8 con gấu. 9 con cáo. Và 10 là con sư tử. Sư tử. Đấy. Nhưng mà chúng ta là con làm ta là đúng 10 con vật rồi nhé. Mèo này, nhắc lại kiểm tra lại lượng cho đúng nha. Bị sai là chết. Mèo này, cánh cam này, cua này, chó này, voi này, cá là 6, ngựa này, gấu này, gấu hơi to một tí nhỉ, gấu tôi cho bé đi một tí nhỉ, gấu nó hơi to hơn so với con vật khác. Rồi, gấu này, sau đó là con cáo này, sau tiếp theo là con, cuối cùng là con sư tử. Rồi, bây giờ tôi ẩn đi nhé, ẩn đi cái này. Được chưa? Rồi, bây giờ có đủ liệu rồi, bây giờ tôi làm như sau này. Một cái bộ trắc nghiệm là cái gì? Là, tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta sẽ phải tạo ra một cái bộ trắc nghiệm là cái gì? Là cái này đây. Nhắc lại lần nữa, cái này hôm trước làm rồi, bây giờ tôi nhắc lại cái này. Một cái bộ trắc nghiệm là cái gì? Đây là chúng ta có một sách các động vật nhé. Nhưng mà chúng ta có cái A là cái danh sách. Danh sách các con vật. Được chưa? Một cái bộ dữ liệu. Con vật này đánh số từ 1, 2, 3 cho đến N. Chúng ta đi N của chúng ta là 10. Đây là N, đây là bất kỳ đúng không? Một cái bộ dữ liệu là kiểm tra trắc nghiệm ngẫu nhiên là cái gì cho bài này tập này nhé. Trắc nghiệm ngẫu nhiên là cái gì? Đây là một là cái dãy B, hai là cái số P. Dãy B là gồm có ba cái chỉ số ngẫu nhiên, ba cái chỉ số ngẫu nhiên Y, G, K khác nhau từng đôi một. Lấy từ gì? Lấy từ cái chỉ số là từ cái dãy là 1 2 3 đến N. Đấy. Với lại B là có B là một cái dãy gồm có 3 phần tử. Đấy. Còn P là một cái số ngẫu nhiên. Từ 1 cho đến 3 chính là cái đáp án đúng. Cái đáp án đúng của bài toán. Yeah. Vậy nên P là 1 thì đáp án đúng chính là cái chỉ số Y, là lấy cái Y ra để ra câu hỏi đấy. Ví dụ Y là con mèo thì có đáp án là con mèo là con nào? Hay bạn em hãy nhánh lên, em hãy nhánh chuột lên con mèo. Đấy. Nếu P là 2 thì chính là G. Ví dụ G là con chó thì cô giáo sẽ nói là em hay nhánh chuột lên con chó, được chưa? Nhưng mà một cái bộ dữ liệu gồm có hai cái bộ này, một là ba số ngẫu nhiên, hai là cái số p chỉ là cái làm cái số ngẫu nhiên từ 1 đến 3, còn b khó hơn, được chưa? Được rồi, thì bây giờ chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ phải sinh ra cái bộ dữ liệu, các cái bộ dữ liệu ngẫu nhiên này, được chưa? Đây, tôi nhắc lại cái thuật cho chúng ta sử dụng một cái thuật toán, một cái thủ tục để sinh bộ dữ liệu đó.
thì tôi tạo ra, đầu tiên tạo ra là B, cái dãy B nhé, dùng để chính là sinh cái bộ dữ liệu ngẫu nhiên. Muốn như vậy chúng ta cần cầm cái bảng phụ nữa, cái dãy phụ tôi đặt tên là tem, tem list chưa nói rồi, cầm cái dãy phụ này rất quan trọng, dãy phụ được chưa đó. Thì ban đầu dãy phụ này là từ 1 đến n theo cái giá trị của a. Ngoài ra ở trên này chúng ta sẽ tạo ra một cái biến là gì, là cái biến này là biến là biến là biến p, cái biến p là cái biến dùng để sinh cái thứ tự ngẫu nhiên mà từ 1 đến 3 được chưa. Rồi bây giờ tôi làm như sau này, bây giờ giáo viên sẽ là người, đây giáo viên đây, giáo viên sẽ là người sinh ra cái bộ dữ liệu đó. Thì ban đầu khi mà vào, khi bắt đầu vào chương trình nhá, thì giáo viên sẽ nói là các em chuẩn bị làm bài kiểm tra đây, các em chuẩn bị làm bài kiểm tra được chưa. Và cái này hiện ra trong 10 giây đó. Sau đó thì cô giáo sẽ liên tục vào một cái vòng lặp vô hạn và sẽ sinh ra. Ở đây tôi làm vòng lặp vô hạn, còn về nhà các bạn có thể làm thêm, các bạn sẽ thay đổi lại là vòng lặp là 10 là ra 10 câu hỏi thôi. Ở đây tôi làm cho vô hạn nhé. Rồi giáo viên sẽ vào cũng như này, giáo viên sẽ vào một cái vòng lặp vô hạn để bắt đầu kiểm tra. Chúng ta vào cái vòng lặp như này, forever như này. Và liên tục sinh ra cái bộ dữ liệu. Được chưa? Thì tôi làm như sau. Chúng ta nhớ lại, chúng ta sẽ sinh cái B thì chúng ta sẽ đây. Chúng ta sẽ tạo ra hai cái thủ tục. Một thủ tục có tên là init nhé. Init. Cái này nó chỉ là init là dùng để gì? Init là đây là init nhé, init data. Dùng để sinh cái bộ dữ liệu gốc. Còn cái bộ dữ liệu dùng để kiểm tra là cái thủ tục thứ hai. Thứ hai này là một thôi nhưng mà để tách ra cho nó dễ nhìn. Thì in data gì? In data gì? Là tôi là cái lệnh là tôi xóa đi tất cả các cái xóa rỗng B đi, và còn cái và cái tem list thì tôi gán là từ 1 đến n. Thì như sau. Đây. Đầu tiên là in data trước nhá. Sang bước thứ hai, cái thủ tục thứ hai mà thủ tục là sinh cái dữ liệu cho bài kiểm tra, thì hai cái cùng phải làm cả đấy, nhưng mà tôi tách ra cho dễ nhìn thôi. Là ngay bây giờ nhé. Bước 1 là tôi đã in data trước này, thì làm như sau này. Gồm có lệnh sau đây là gồm lệnh thứ nhất là lệnh gì, là lệnh là xóa tất cả dữ liệu của B và tem list đi, để dùng lệnh là đây này. Lệnh này là xóa được. Delete all này. Delete all of B nhé, of B trước này. Đó. Và delete all of gì? Delete all of tem list. Đấy, xóa toàn bộ cái B và tem list đi. Sau đó bước thứ hai là tôi gán các giá trị từ 1 đến n của dãy A vào cái này, thứ chỉ số thôi. Thì đây tôi tạo ra một cái biến nữa, tôi chạy biến nữa, tên là biến k đi, biến là biến chạy nhé. Làm như sau này, tôi sẽ set k bằng 1 được chưa, và tôi lập đây, tôi lập theo chiều dài của A nhé. A 10 phần tử thì tôi nạp con số từ 1 đến 10 vào tem list. Nên thì tôi làm như sau. Như vậy là lập gì? Lập theo cái gì? Lập theo cái độ dài của A đây, length của A. Đấy, lập thế này nhé. Và với mỗi với k như vậy thì tôi sẽ bổ sung k vào cái tem list. Tem list là một cái dãy phụ nó còn rất quan trọng, dùng để sinh các cái phần tử ngẫu nhiên đấy. Cái này là tôi làm từ mấy trước rồi thì nhắc lại thôi. Thì tôi đưa vào đây, tôi đưa cái k này vào đấy, đưa k vào tem list. Và việc này tôi trên k by 1 đó, thì đây là cái lệnh mà tôi sẽ nạp các cái số từ 1 đến 10 vào tem list. Và cái này là xong cái bước là init data được chưa. Đấy. Bước thứ hai là tôi sinh dữ liệu, tôi tạo ra một cái thủ tục mới là sinh dữ liệu ngẫu nhiên đúng không, sinh dữ liệu này là ngẫu nhiên. Thì cái việc sinh này là gì, là tôi sẽ tạo ra cái list B đấy, B và P hai cái nhé. Đấy. Lệnh này này đấy, rất quan trọng nhé. Thì lần làm như sau này, chúng ta nhớ lại nhé, cách làm như sau này. Chúng ta sẽ lấy một cái chỉ số ngẫu nhiên trong tem list, sau chúng ta sẽ lấy số đó đưa vào B, sau đó xóa đi và lập cái đó trong 3 lần.
cần 3 lần thôi mà. Đây tôi làm lại này, tôi repeat đúng 3 lần. Repeat 3 lần. Đấy. Làm như sau. Với mỗi lần như vậy, tôi làm như sau, tôi đặt ca. Đây tôi set ca. Làm cái số ngẫu nhiên từ 1 cho đến độ dài của tem list. Đây, làm cái tôi đặt làm cái số ngẫu nhiên này, chỉ số ngẫu nhiên từ 1 đến độ dài của tem list. Chứ không phải khối độ dài của A nhé. Đến độ dài của tem list này. Đây này. Đây cái length. Đây là length không phải của A mà length của tem list. Đấy. Một cái chỉ số ngẫu nhiên. Đây tôi để cho nhìn rõ hơn nhé. Đấy. Như vậy là K là một cái chỉ số ngẫu nhiên trong cái phạm vi của cái dãy tem list, mà là dãy này là chính là chỉ số từ 1 đến N đấy. Sau đó tôi đưa cái giá trị K này, thứ K của template đưa vào B. Thì tôi add vào B nhé, vào B. Tôi lấy gì? Tôi lấy cái phần tử thứ K của template này, tôi lấy này. Đây này. Lấy phần tử thứ K của template này. Hay phức tạp nhé, phần tử thứ K nhé. Không phải đưa K vào mà là phần tử thứ K của template. Đưa cái này này, đưa này vào B này. Đấy. Được chưa? Và khi tôi đưa vào xong rồi thì tôi xóa phần tử thứ K này theo đi, xóa phần tử cái phần tử này này. Còn xóa cái này này. Xóa đi để lần sau nó không có lặp lại. Vì chúng ta cần thì chúng ta cần sinh ra cái bộ ba số EGK là không là khác nhau từng đến một mà. Chứ tôi đưa vào xong tôi phải xóa đi. Để tiếp theo tôi dùng lại là delete. Đây. Delete phần tử thứ K của template. Được chưa? Đây thì ba cái lệnh này lặp ba lần thì nó tạo ra trong B, nó sinh ra trong B là dãy là ba số EGK, là ba cái chỉ số khác nhau từng đôi một nằm trong các chỉ số từ 1 đến N. Và cuối cùng tôi sinh ra cái số P. Một đáp án của chúng ta là một cái bộ ba số, một cái bộ 2 đáp án của chúng ta là một cái bộ có B và P đấy nhé. Đấy, thì đây chúng ta P là gì? P là một số ngẫu nhiên từ 1 đến 3. Được chưa? Đó. Thì như vậy đây là init data này, đây là sinh dữ liệu này, thì một cái bộ gặp hay là lặp lại với nhau thì nó tạo ra một cái bộ ngẫu nhiên dữ liệu. Được chưa? Rồi tôi làm như. Nhưng mà khi mà giáo viên là bắt đầu này, giáo viên liên tục như sau. Giáo viên liên tục là một là giáo viên sẽ gì? Sẽ là init data này, và cái thứ hai là sinh dữ liệu. Thì sau hai lệnh này xong thì tạo ra xong cái bộ dữ liệu để chuẩn bị kiểm tra, chính là cái bộ đó, là chính là B và P. Yeah. Chính là hai lệnh này là tạo ra cái bộ dữ liệu là B và P. P là gồm ba chỉ số ngẫu nhiên khác nhau từng đôi một của cái mảng A, của cái dãy A đấy. Còn P là một số ngẫu nhiên. Được chưa? Và cái xong này thì giáo viên sẽ thông báo để hiển thị cái đó nhé. Đấy. Nên chúng ta cùng nhau làm này. Khi ở đây nhé, khi xong rồi thì giáo viên sẽ thông báo là hỏi người dùng ấy, hỏi là con hãy nhảy lên con mèo, hãy nhảy lên con mèo, hãy nhảy lên con chó, hãy nhảy lên con gì đó, đúng không nào? Đấy. Giáo viên sẽ thông báo như sau, giáo viên thông báo như này, giáo viên sẽ thông báo bằng cái lệnh là say thôi, bằng cái lệnh say. Đây. Thông báo là hãy nhảy lên, em hãy nhảy lên con gì đó, đúng không nào? Để ta nối lại nhau này, để ta nối nhá. Rất quan trọng luôn, để nối nhé. Em hãy nhảy lên. Em hãy nhảy, hãy này. Nhảy lên. Hãy nhảy chuột. Lên con gì? Lên con mèo. Con này con gì? Con trên đáp án của bài toán. Con này chính là cái con gì? Đây chính là cái con gì? Đây chính là cái con là con thứ P. Con thứ P ở trong ba số là con thứ P nhá. Con thứ P ở trong ba số EGK của B. Đấy, hơi đánh nhầm một tí nhé. Thì các bạn làm như sau này. Con thứ P, chúng ta phải lấy cái P ra. Chúng ta phải kéo cái P ra nhé. P, kéo P ra. Và chúng ta kéo cái B ra nữa. Thứ,
thứ p của b chúng ta lấy ra cái phần tử, lấy cái item thứ p của b. Đấy. Thì đây chính là thứ tự con vật chính của chúng ta. Thì muốn hiển thị tên của nó, chúng ta phải kéo cái a ra. Đấy, chúng ta phải lấy cái item. Đấy, a này, đây là tên nhé. Còn cái b này chỉ là cái thứ tự thôi, là EGK thôi, còn muốn hiển hiện tên chúng ta phải dùng cái a. Vì a chính là tên các con vật mà. Cho đưa cái này vào đây. Đấy. Đưa cái này vào đây. Đấy. Được chưa? Đấy, thì bây giờ mới là xong cái việc giáo viên sẽ thông báo như vậy. Và giáo viên sẽ chờ cho người dùng làm bài xong. Đấy, giáo viên chờ này. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ phải có cái biến là rất là hay phức tạp, phải có hai biến cơ. Một cái biến là khi nào làm xong thì giáo viên mới nói, thì chúng ta tạo cái biến là xong nhé. Tạo cái biến đầu tiên là xong một bài tập, xong chữ nói như vậy, xong. Thì khi bắt đầu hỏi câu hỏi ấy, thì chúng ta đặt cái biến xong này bằng không, nghĩa là chưa làm xong đó. Và khi mà hỏi xây ở đây thì hiện ra trên màn hình đây nhé, và chờ khi nào mà xong bằng 1 thì mình xử lý, được chưa? Đây, chờ như này, chúng ta sẽ chờ như sau, dùng cái lệnh là gì, là chờ cho đến khi wait until này, wait. Đấy. Chờ khi hiện ra cái này xong, chờ cho đến khi mà cái xong bằng 1 thì ta sẽ dừng lại. Đấy. Chờ cho đến khi mà xong bằng 1. Đây. Chờ cho đến khi cái xong này bằng 1 thì dừng lại. Thì mình xử lý. Được chưa? Không có để như này mãi. Được chưa? Nhưng mà đây trước khi mà chúng ta gửi thông báo này, chúng ta gửi cho thông báo cho nhân vật này là hãy hiển thị đi. Chúng ta sẽ gửi một thông điệp. Đây. Gửi một thông điệp là hiển thị đáp án. Hiển thị con vật. Được chưa? Đấy. Tôi gửi ta để vào đây này, ta để vào trước đây này. Đó. Khi mà xin xong dữ liệu thì gửi luôn cái hiển thị con vật, thì cái thông điệp này sẽ gửi cho nhân vật này, con vật này hiện lại trên màn hình. Trên màn hình này là ba con vật. Cho nó con vật thứ nhất, con vật thứ P chính là con vật mà chúng ta đang cần tìm. Và khi nó chờ người dùng sẽ nhấn chuột lên ba con vật thì mới xong, được chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta làm tiếp tục này, chúng ta vào đây nhé. Đó. Thì bây giờ đây chúng ta sẽ phải gì, làm việc con vật chúng ta phải tạo ra các clone. Đấy, như vậy chúng ta làm như sau này. Các clone này đây chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ tạo ra các cái biến, là biến riêng, là biến là chúng ta tạo cái biến riêng cho nhân vật này, biến riêng nhé, là biến ID. ID chính là thứ tự con vật đấy. ID bằng 0 là nhân vật gốc, ID 1 là con vật 1, ID thứ 2 là con vật 2, và ID bằng mấy, ID chính là thứ tự con vật ở trong danh sách của chúng ta. Được chưa? Đó. Chúng ta bắt đầu vào lập trình nhé. Ba vần phải đứng ở đây này, 1 này, 2, 3. Chúng ta tạo ra ba cái em, chúng ta tạo ra ba cái em, tạo ra hai cái dãy dùng để lưu cái tọa độ của nhân vật này, ba con vật này nhé. Đây, tôi tạo ra hai cái dãy. Một cái dãy là xlist để lưu tọa độ tâm nhân vật, tọa độ x gì. Còn tôi tạo ra biến y thì giống gần nhau, e-list. Được chưa? Bây giờ tôi mở ra làm bài này. Được chưa? E-list để ở đây thôi là trừ 100 đây rồi. Nhưng mà với y là giống gần nhau, cũng là trừ 100, giống gần nhau, không cần thiết phải khác nhau, vì chiếm hàng ngang mà. Đấy, y là giống nhau nhé. Còn với x thì không phải như vậy. X thì ở đây là bao nhiêu? Ở đây nó sẽ là trừ 150, trừ 160, đúng không? Đây, như này chúng ta trừ 160, ta điều chỉnh sau nhé. Cái số 2 nó là 0, nó ở giữa. Cái số 3 nó là 160. Đấy, 3 nhân vật thôi mà. Đấy chưa? Nhưng mà x, đây là xlist, đây là elite nhé. Xlist là tọa độ tâm theo x của nhân vật khi hiển thị trên màn hình. Nhưng còn y là tọa độ y của nhân vật khi hiển thị trên màn hình. Y thì giống hệt nhau là 1 trừ 100, trừ 100, trừ 100. Còn xlist là trừ 160, 0 và 160 nhé. Được rồi, chúng ta sẽ lập trình như sau nhé. Đây này, các bạn đấy nhé. Lập trình này. Ban đầu khi bắt đầu vào nhân vật này, chúng ta làm như sau.
chúng ta sẽ ẩn đi. Chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ ẩn đi và đặt cái ID bằng 0, nhân vật mẹ đây là 0 nhé. Và nhân vật mẹ chúng ta ẩn đi. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ lần lượt là chúng ta tạo ra 3 clone. 3 clone như sau. Tôi làm như sau, tôi repeat 3 lần ở đây. Repeat 3 lần. Một lần như vậy, tôi làm như sau. Tôi change ID by 1, tôi tăng cái ID lên để cho từng người một nhé. Cho từng nhân vật, từng cái từng luôn một, tôi change ID by 1. ID này, tôi làm như sau. Tôi sẽ phải, đầu tiên tôi sẽ phải chuyển trang phục đến vị trí thứ ID. Đấy. Để làm cho từng người một, từng nhân vật mà. Cái đó nó phải sẽ là ứng với trang phục chuyển về ID. Được chưa? Sau đó nó go to đến. Nó phải go to đến cái vị trí là đây. Go to đến cái gì? Go to đến vị trí X chính là cái item của XList. Đấy. Và đây chính là cái ID. Thấy không nào? ID này. Còn cái này là E-List. Đấy. Vậy là item. Go to đến cái này nhé. Go to đến cái này. Đấy. Đấy. Chưa? Go to xong rồi thì chúng ta sẽ hiển thị. Lỗi, không, tôi nhầm, không phải này nhé, xin lỗi. Không phải là ID đâu, tôi nhầm. Mà là cái thứ tự của cái mảng B cơ. Đây, tôi nhầm nhé, đây, nhầm, tôi không nhầm, phải nhầm này, phải là cái này mới đúng này. Item. Không phải là ID nhé, mà là ID của cái B cơ. Đấy, của cái mảng B cơ, vì B là đáp án, B này, đó. Đấy. Ba cái ba con vật này sẽ ứng với ba cái trang phục, ứng với là các cái số tự của EJK. Ứng với tự của EJK. EJK đây này. Đấy. Thế mới đúng rồi. Đấy. Được chưa? Và khi mà làm xong rồi tôi tạo ra cái clone. Đấy, clone rồi. Tạo ra clone. Và lặp như vậy là 3 lần. Làm xong rồi tôi gắn lại cái này bằng gì? Gắn lại cái này bằng 0. Đấy. Xin lỗi, cái này không phải, tôi nhập lại nhầm, cái này không phải là cái này, mà là khi nhận được thông điệp hiển thị con vật thì mới làm nhé. Đây tôi nhầm, không phải đây mà tôi làm gì, khi mà nhận được thông điệp, đây nhận thông điệp là hiển thị con vật thì mới làm đó nhé. Cái này không phải nhé, cái này là nguyên đây nhé. Làm xong rồi thì tôi không phải, đây tôi là sửa nhé. Đây là phải như này này, vì cái lệnh này này, cái hiển thị con vật này là áp dụng cho tất cả, cho nên tôi chỉ là áp dụng cho cái nhân vật là gốc thôi. Tôi làm như sau, thế này vẫn sai, phải đúng như này này. Các bạn theo tôi làm rất quan trọng nhé. Đây, cái này là chỉ áp dụng cho nhân vật gốc thôi, như vậy là phải if, nếu mà ID bằng 0 thì mới làm. Đây. Chỗ này là hơi khó nhé. Chỗ này là nếu ID bằng 0, tức là nếu mà nhân vật chúng ta là nhân vật là nhân vật gốc thì mới làm. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Thì mới đưa cái này vào. Đấy, đây này. Đấy. Thì nếu mà bỏ cái này ra thì nó sẽ dùng áp dụng cho tất cả các clone khác, như vậy bị sai. Nhưng mà ở đây là chỉ áp dụng cho nhân vật gốc thôi, là khi mà if ID bằng 0 làm. Được chưa? biến đổi sinh clone xong rồi thì đặt lại ID bằng 0 để trở về nhân vật gốc. Được chưa? Rồi còn khi mà tôi đây, khi mà sinh nhân vật, sinh clone xong tôi hiển thị nó ra đây, lệnh này này nhé. Lệnh này là khi xong tôi hiển thị nó ra, tôi show lên. Đấy. Chưa, mà chờ thôi. Tôi thử xem đúng, nhưng mà chạy thử xem đúng chứ, đều vô đây. Làm bài kiểm tra này. Nó sinh ra ba nhân, nó sẽ tạo ra ba nhân vật thì mới đúng nhé. 10 giây hay lâu, đây là ba nhân vật đấy. Ba nhân vật. Tôi cho nó gần lại một chút nhé, hơi xa nhau quá, tôi sẽ sửa lại một chút này. Tôi sửa lại cái cho nó gần nhau hơn, tôi để lại. Tôi này.
Để thêm một chút, tôi cho nó nhanh hơn một chút chỗ này để 10 giây lâu quá, để 2 giây cho nhanh nhé. Bao nhiêu bật đèn là ngẫu nhiên hoàn toàn nhé. Rồi, được rồi, ok, đúng rồi nhé. Được chưa? Như vậy là khi mà đây, bây giờ người dùng sẽ nhấn lên nhánh chuột lên. Khi nhánh chuột lên nhé, thì chính là cái đáp án của người dùng. Thì tôi lưu đáp án của người dùng làm con số. Và khi có đáp án rồi thì tôi thông báo mới là xong rồi, và khi giáo viên mới là người làm đáp án xem đúng hay là sai. Được chưa? Tôi làm như sau, tôi sẽ tạo ra một cái biến nữa, là cái biến là người dùng sẽ thông là đáp án người dùng, đặt tên là input là đáp án của người dùng. Người dùng nhấn lên con vật nào thì nó hiển thị thứ tự của vật đó lên nhé. Đó, input này, được chưa? Đấy, input ở đây nhé. Được chưa? Thế thì khi mà tôi nhấn lên con vật này, đây này, khi nhấn lên con vật nhé, thì đây này, ở đây nhé, cái quan trọng này, đây khi mà tôi nhấn lên con vật ở đây nhé, thì nó sẽ gán là cái input này chính bằng cái ID của nhân vật này. Đây là ID là 1, ID bằng 2, ID bằng 3 nhé. Ở đây này, thì khi tôi gắn khi nhấn lên nhân vật này thì như sau này, thì nó sẽ gắn như sau. Đây là nhân vật này chính là clone đấy nhé. Thì nó gắn như sau, nó sẽ gắn là set cái input là cái người dùng, là cái input là cái đáp án người dùng khi nó nhấn lên 1 2 2 hay là 3. Nhấn lên nhân vật này thì là 1, nhân vật này là 2, nhân vật này là 3. Đây đó chính là ID 1, ID 2, ID 3 này nhé. Thì tôi gắn lên luôn bằng ID luôn. Đây. Khi gắn xong rồi thì thông báo là xong để giáo viên chấm điểm. Tôi đặt là xong bằng 1. Đấy, tôi đặt là cái ID tôi đặt bằng xong, đã xong bằng 1. Đấy. Được chưa? Ở đây có thể có một tiếng pop cho nó hay nhé. Có một tiếng pop, đây là coi như đã xong thông cả. Pop được rồi, có pop không nhỉ? Đây chỉ có mail này, không có pop đúng không? Tôi thêm vào đây cái âm thanh là pop. Được chưa? Đấy. Ở đây này, tôi chạy cái lệnh là thông báo pop cho khi xong thì mới thôi. Đấy, để thế này này, được chưa? Anh về đây nhé. Được rồi, bây giờ tôi làm tiếp tục này, bây giờ tôi quay lại tôi xử lý giáo viên nhé. Đây, xử lý giáo viên này. Chị thử cho xem này. Con gấu này. Đấy, chữ phía này nó vẫn đang lỗi nhé. Con gấu chưa xóa đi, hiện con mới này. Đấy, thì tôi phải xử lý tiếp tục nhé. Đây, tôi xử lý tiếp tục này. Đây. Ở đây này. Ẩn tin xong này. Thì giáo viên sẽ thông báo như sau. Giáo viên sẽ kiểm tra input thôi. Thì giáo viên đây, giáo viên sẽ kiểm tra này. Ra ngay từ đây nhé. Đó. Nếu mà input. Đây. Nếu mà input bằng P thì là đúng, còn mà không bố không thì bằng thì nếu mà input khác P thì là sai. Nếu mà input mà bằng P thì là đúng. Đấy, cái P là cái đáp án của chúng ta này, hoặc là P. Đấy. Thì giáo viên nói là đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn nếu không thì báo thông báo là sai rồi. Còn đây không nào? Sai rồi. Được chưa? Và quay lại đây để làm dữ liệu mới để tạo cái clone mới, thì trước khi quay lại giáo viên phải ra cái lệnh để xóa các cái delete đi, xóa những cái vật đi để mình làm lại được. Thì xong rồi nhé, giáo viên sẽ gửi một thông điệp là xóa, gửi một thông điệp tiếp theo là xóa clone đi nhé. Này, xóa clone.
xóa clone đi. Xóa clone nhé. Gửi thông điệp là xóa clone. Gửi thông điệp là xóa clone ở đây này. Ở đây này. Đấy. Xóa nhé. Chúng ta có hai cái lệnh. Hai lệnh là một cái lệnh là broadcast và lệnh broadcast and away. Hai này hai giống nhau như nào nhé. Khác nhau như nào? Cái lệnh này là lệnh mà gửi thông điệp, sau đó là chuyển ngay lệnh tiếp theo và không còn chờ xem kết quả như nào. Lệnh này là lệnh là gửi thông điệp và chờ khi mà thiện xong thì mới quay lại. Mình chúng ta dùng này hay hơn nhé. Đợi khi xóa xong rồi thì giáo viên mới quay lại. Đấy, mới quay lại đây để làm lại, để quay lại đây là sang câu hỏi thứ hai. Được chưa? Lệnh này này, lệnh này khi mà người nhân vật này mà nhận được nhân vật này mà nhận được cái thông điệp đó thì xóa đi. Khi mà nhận thông điệp là xóa con vật. Chưa có nhỉ? Hiển thị à? Chưa có xóa rồi, xóa clone. Yeah, xóa clone. Rồi. Xóa clone này. Đây này, khi người nhân vật này mà nhận thông điệp là xóa clone thì sẽ xóa đi. Dùng lệnh này để xóa tự xóa mình đi nhé. Dùng lệnh này để xóa này. Đây, delete clone này. Đấy. Được chưa? Đây là bây giờ có làm như đấy. Thì chúng ta có thể thêm vào đây các cái động tác là thêm cái âm thanh là đúng rồi và sai rồi nhé. Đây. Đây là giáo viên đây. Tôi thêm âm thanh nhé. Đúng rồi, giỏi quá. Anh chúng ta thêm hai hai một tí nhé. Đúng rồi. Đúng rồi, giỏi quá. Lên đúng đấy. Đúng nhé. Xong tôi làm thêm một cái nữa là sai này. Sai mất rồi. Sai mất rồi. Đây là sai nhé. Rồi. Thì tôi lập trình lại. Sai mất rồi. Ôi, tôi nhầm. Sai mất rồi. Bấm gì nó bị thế nhỉ? Sai mất rồi. Rồi. Ở đây này. Này, đúng rồi, sai rồi nhé. Thì tôi đang cho chạy này, tôi cho chạy cái này là bấm vào sao này. Sai là dưới này nhé, sai là dưới này. Đấy. Còn đúng là ở trên. Đúng là ở trên. Được chưa? Thế bây giờ tôi sẽ thử nghiệm cái này lại nữa cho bạn xem đầu đến cuối nhé. Đây, chạy thử này. Kiểm tra này. Đấy. Em nhanh nhận được con cá này, bấm vào đây này. Sai mất rồi. Nhìn con mèo. Sai mất rồi. Sư tử. Đúng rồi, giỏi quá. Con gấu. Đúng rồi, giỏi quá. Thì con nào? Nhưng mà hoàn toàn đúng nhé. Anh cam này. Đúng rồi, giỏi quá. Các con vật này hiển thị là ngẫu nhiên. Và con vật nào là con vật đáp án cũng là ngẫu nhiên hết. Vì là thứ tự đáp án là chính là cái P. Mà chúng ta P là chọn là ngẫu nhiên. Còn cái con vật này là có cái chỉ số là IJK là chính là chỉ số của cái dãy B cũng là ngẫu nhiên hết. Các bạn chú ý nhé. Các con vật này chính là các cái vật là đứng thứ tự của dãy của các vật tử của B, cho nên nó là hoàn toàn là ngẫu nhiên hết. Chúng ta cùng có sẵn lại một chút nhé. Đây này. Khi hiển thị con vật nhá. Đấy. Con vật này chính là các số tự của B này, thấy thế không nào? Thì chính là B1, B2, B3 đấy. Mà cái B này là sinh ngẫu nhiên. Thông qua cái hàm này là sinh ngẫu nhiên luôn, thấy không nào? Đây, sinh B là ngẫu nhiên luôn. Còn cái P này cũng là ngẫu nhiên, P là đáp án cũng là ngẫu nhiên hết, cho nên là cái việc sinh cái dữ liệu này hoàn toàn là ngẫu nhiên. Và đây là một lời giải rất là chuẩn, nhưng các bạn có thể xem kỹ lời giải này và nếu mà cho làm bài trắc nghiệm nó phải như này thì nó mới là chuẩn. Hiện nay tôi quan sát rất nhiều bạn nhỏ làm những cái bài kiểm tra trắc nghiệm đều không chuẩn hết, đều rất là lung tung. Chúng ta làm và chúng ta tạo rất nhiều biến thừa, tạo rất nhiều những cái thông điệp thừa, nó không chuẩn xác. Đấy thì rất nên hôm nay tôi làm bài cẩn thận cho các bạn xem một lần nữa cái bài này. Đây là một cái bài rất là quan trọng, vì nó làm cái bài mà thiết kế gần như là hoàn chỉnh và vừa là sinh ngẫu nhiên dữ liệu, vừa là có sinh ra từ một cái bộ dữ liệu rất là hoàn chỉnh, rất đầy đủ, và
đây là một cái bài, là một cái bài mẫu nữa để mà xử lý các clone nữa, là một cái bài tổng hợp rất quan trọng. Cái bài này tôi muốn các bạn về nhà các bạn xem thật kỹ lại, và chúng ta có thể chúng ta sẽ mở rộng ra, chúng ta làm thêm nhiều ý nữa. Thì cái bài này là cái bài hiện nay là cái bài này là chỉ làm cho phép làm là câu hỏi là hỏi là vô thời hạn. Chúng ta có thể biến đổi lại một dạng khác, ví dụ như là cho phép làm là 10 câu thôi, và làm đúng thì được điểm, làm sai thì trừ điểm. Đấy là một phương án nhé. Điểm số là làm đúng một câu thì được 0 điểm, là 1 điểm, làm sai thì 0 điểm. Hoặc ta làm phương án là chúng ta hạn chế thời gian, chỉ cho phép hỏi rất nhiều câu nhưng mà hỏi liên tục, nhưng mà chỉ cho phép làm trong khoảng 1 phút thôi, được bao nhiêu điểm chúng ta cộng lại. Nhưng mà này có thể có rất nhiều mở rộng khác nhau. Cái bài mà tôi làm đây là một cái bài ở cái dạng là gì? Là dạng chuẩn, là nó không, nó hơi thô thiển một chút nhưng mà nó rất là sáng sủa. Chúng ta có thể biến đổi nó để thành một cái trình tương đối hoàn chỉnh hơn. Thì tôi mô tả các bạn xem một bài kia mở rộng nhé, chúng ta cùng nhau viết ở đây. Các cái mở rộng để thành một cái bộ về hoàn chỉnh, các cái mở rộng để thành một cái phần mềm học tập hoàn chỉnh. Có rất nhiều hướng khác nhau nhé. Hướng thứ nhất, chúng ta mở rộng cái cơ sở dữ liệu, cái bộ dữ liệu gốc. Cái hình của chúng ta đây chỉ có là 10 con vật thôi, chúng ta có thể mở rộng thêm nữa, rất nhiều các con vật nữa, thật càng nhiều càng tốt. Một cái bộ dữ liệu nó phải cỡ làm một bộ một điểm hay để cho thành một cái chương trình phần mềm này học hỏi để mà tìm hiểu con vật. Chúng ta phải có một cái bộ dữ liệu khoảng là 100 hình ảnh, 100 con vật thì mới có ý nghĩa. Đây chỉ là 10 con vật ra thử nghiệm thôi, cho nên phải mở rộng bộ dữ liệu gốc càng nhiều càng tốt, nhưng mà tất nhiên là không còn nhiều quá đâu, khoảng 100 rồi, càng nhiều càng tốt. Cỡ khoảng lại n khoảng 100 là ok nhé, là ngon lành nhé. Đấy. Cái mở rộng thứ hai thì là chúng ta làm bài kiểm tra, một cái bài kiểm tra là có 10 câu hỏi thôi, 10 câu hỏi. Làm xong thì giáo viên thông báo điểm. Thông báo điểm, ví dụ như là em đã hoàn thành bài kiểm tra, em được 7 điểm. Vậy chưa, em nên làm sai 3 bài. Và như vậy chúng ta có cho học sinh làm bài kiểm tra theo im lặng, tức là không làm xong rồi thì giáo viên không thông báo là đúng rồi, sai rồi, tức bên đề nghị làm tiếp luôn nhé. Mở rộng thứ ba là bài kiểm tra hạn chế thời gian. Ví dụ chỉ cho phép là 60 giây thôi, 60 giây. Hết 60 giây thì giáo viên thông báo là thời gian đã hết. Em được 3 điểm, em được 7 điểm như vậy. Được chưa? Em được 15 điểm, mỗi một cái em làm đúng một bài được 1 điểm, làm sai thì là được, là trừ là không là không điểm. Ví dụ như vậy. Thì như vậy là một cái dạng nữa kiểm tra. Một dạng nữa để mở rộng là gì? Là hạn chế thời gian. Tiếp theo nữa này, rất quan trọng. Theo nữa chúng ta có thể mở rộng ra các cái kiểu câu hỏi khác nhau. Cái này khó nhiều nhé. Loại thứ tư là mở rộng các cái kiểu câu hỏi. Các kiểu câu hỏi khác nhau. Đấy. Nó không phải chỉ là em hay nhảy lên con mèo ở đâu nhé. Nó có thể là câu hỏi khác nhau nhé. Thế là ví dụ như này, chúng ta có thể thay đổi câu hỏi này. Ví dụ như này, ta hỏi là con mèo là con thứ mấy ở trong danh sách, con thứ mấy ở trong danh sách. Chúng ta phải gõ, người dùng phải gõ số 1 hay là 2 hay là 3. Đấy. Như vậy người dùng sẽ phải gõ số 1, 2, 3 để trả lời là con mèo là con thứ mấy trong danh sách. Hay là một cái dạng câu hỏi khác là như thế này. Là con vật thứ nhất
hàng đầu đấy là con gì. Đấy, ta phải gõ vào đấy ba con vật, con hình, con mèo, con chó, con gà. Thì hỏi là con vật nhất là con gì, ta phải gõ là con mèo. Đấy, hay hỏi là con vật thứ hai là con gì, con vật thứ ba là con gì. Đấy, ví dụ như vậy. Có rất nhiều câu hỏi khác nhau, nhưng cùng một cái cùng một cái hiển thị như vậy là có thể có câu hỏi khác nhau. Thứ năm là chúng ta sẽ mở rộng thêm âm thanh con vật, âm thanh con vật nữa cho hay nữa nhé. Thì âm thanh này chúng ta có rất nhiều lựa chọn khác nhau cho các cái cho rất nhiều các lựa chọn khác nhau cho những cái bài toán khác nhau, kiểm tra khác nhau. Ví dụ như này, lấy ví dụ câu hỏi nhé. Hiển thị ba con. Ví dụ một câu hỏi như này. Ví dụ có một ba con vật ở đây. Xong cô giáo viết là em hãy nghe cô giáo viết nha, cô giáo này. Em nghe âm thanh. Và tìm chính xác con vật trên màn hình. Con vật đó. Ví dụ đây là con mèo chẳng hạn. Con mèo, đây là con chó. Đây là con sư tử. Khi mà hiện lên thì nó có tiếng kêu là mèo, và người dùng phải bấm mức cho mèo, bấm con mèo mới đúng, bấm con chó là hay sửa là sai. Nghe âm thanh để đoán được con vật. Đấy thì có rất nhiều, nhưng mà vẫn là cái bài này thôi. Chúng ta mở rộng cái bộ dữ liệu, mở rộng các loại dữ liệu, và chúng ta có thể mở rộng rất nhiều kiểu bài tập khác nhau, cùng là một cái bộ dữ liệu gốc như vậy. Bạn thấy không, là như vậy là có rất nhiều cái phương hướng để phát triển cái bài tập này. Vẫn làm cái bài là gì, là kiểm tra kiến thức động vật thôi. Và đây chỉ là một cái dạng bài về động vật thôi, còn có rất nhiều kiến thức khác nhau nữa. Thì bạn thấy như vậy, từ cái này chúng ta có thể mở rộng ra rất nhiều những cái bộ dữ liệu khác nhau, rất nhiều những cái bài kiểm tra kiến thức khác nhau, đa dạng. Và cái nó làm cho, đây là chỗ mà các bạn học sinh hoàn toàn có thể tự do mở rộng, tự do sáng tạo, tự do tìm hiểu và làm cho mình rất nhiều những cái bài, những cái phần mềm khác nhau, rất có ích cho xã hội, cho học sinh. Thầy ơi, cho em hỏi cái này được không ạ? Em hỏi đi. Thầy ơi, cái phần này nhá, thì ví dụ như là trong cái phần mềm lập trình, mà ví dụ lập trình ra cái phần bài tập kiểm tra trắc nghiệm của những môn học trên lớp ấy, thì nó hoàn toàn ứng dụng được cái kiến thức của thầy vào. Nhưng mà em đang băn khoăn là khi mà ứng dụng kiến thức của thầy vào thì có một cái phần là cái phần tự luận ấy, nó rất là đưa vào, em đang chưa biết hình thức đưa vào hay là mình đưa trắc nghiệm, nó chỉ đưa ở dạng trắc nghiệm, nó không đưa ở dạng tự luận được thầy. Bởi vì đưa tự luận nó sẽ phải đánh, ví dụ như là về lịch sử nhá, thì những trắc nghiệm những cô lịch sử thì gõ vào hai cái danh sách đáp án và danh sách ấy thì nó dễ rồi. Nhưng mà cái phần tự luận thì sao thầy ơi? Tự luận thì chịu thôi. Với cái lập trình này chỉ có mấy loại, là một là trắc nghiệm hoàn toàn, đúng không? Tức là chọn một đúng nhiều sai, nhánh chuột làm cái ô, hay là chúng ta làm trả lời nhanh đấy, là trả lời bằng võ chữ rồi thôi. Đúng không? Nó sẽ hiện ra các đáp án ABC cho mình. Đúng, rõ đúng ra đấy. Đúng đấy, đúng. Thì mình chọn đúng đáp án là được thì em hiểu rồi, nhưng mà ý của em là thế là mình, ví dụ như là mình tạo thành một cái phần mềm mà là trắc nghiệm, họ gọi nó hay là bài kiểm tra chẳng hạn, cho kiểm tra các môn học trên lớp ấy. Đấy thì mình chỉ kiểm tra được ở dạng trắc nghiệm, nhưng mình không kiểm tra được dạng tự luận thầy nhỉ? Tự luận thì viết xong sao làm, tự luận thì chịu xong làm được. Vâng, em nói chung từ xưa nay là tự luận là chỉ có người viết tay, chấm tay, là có máy chấm được đâu. Nói chung là rất là khó. Vâng. Làm sao mà làm văn là máy chấm được. Làm toán mà đáp số chấm, như làm toán mà mô tả chứng minh sao mà chấm được. Vâng. Chấm tay hết tất cả là tự luận này, chứng thầy minh ơi, cái phần mà hôm nay thầy dạy nó rất là hay, nhưng mà chúng em vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng mà em có ý tưởng là cái này sẽ làm được ở dạng đấy, thì em rất là mong là cái phần mà hôm nay thầy dạy, thầy có thể dạy thêm 1-2 buổi nữa không, vì cái phần lý thuyết ứng dụng mà thầy đang dạy này nó ứng dụng vào cái phần lập trình phần mềm, về cái bên sáng tạo phần mềm rất là nhiều. Nhiều lắm thì thầy cái bài này mà rất quan trọng mà. Tôi giảm cẩn thận. Bây giờ các bạn xem lại nhé, xem lại cái lời giải của nó nhé, xem lại mọi thứ để chúng ta xem lại. Thôi thầy. Sao? Theo con là phần tự luận mình có thể dùng lệnh xem, kiểm tra xem là chỗ này nó có được những ký tự nào
và ký tự đấy sẽ là cái từ mấu chốt là và sẽ là câu trả lời, sẽ gọi là thế để làm được một cái phần bài kiểm tra tự luận. Khó lắm, sao mà làm được? Tôi chưa thấy ai, thầy chưa thấy ai mà là phần mềm lại chấm 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 chấm, chấm tự luận, chưa thấy ai, chưa thấy đâu cả. Vâng, thế thôi em tay tách cái phần tự luận không đưa vào. Phải trắc nghiệm thôi, biết ra dạng trắc nghiệm hoặc là điền khuyết hoặc là trả lời nhanh đấy đều được cả, nhé. Vâng. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Này hết giờ rồi, thôi chúng ta nghỉ.